Xin chào tất cả mọi người, mình đến từ team Viêm Hòa Đông. Do tình hình bệnh nên là mình cũng không có thể đủ được tất cả thành viên trong team để gửi lời chúc Tết đến mọi người. Thay mặt anh em trong team cũng như các anh quản lý thì mình chúc mọi người một cái Tết ấm no sum họp bên gia đình và một năm Nhâm Dần an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Hasaki, hiện tại thì mình đang thi đấu cho đội tuyển Cyberkut Esports. Nhân dịp Tết đến thì mình cũng xin gửi vài lời chúc đến tất cả các bạn fan của Cyberkut và của Bub Battleground Việt Nam. Là mình chúc mọi người có cái Tết thật là nhiều sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Công việc thì suôn sẻ và thành công trong cuộc sống. Mọi người cũng đừng quên là giữ sức khỏe trong mùa dịch để có một cái Tết thật là bùng nổ nha mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều. Là Hanakoshi. Mình cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Mình chúc mọi người có một năm mới vui vẻ, bình an, hạnh phúc bên gia đình và những người mình yêu thương. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Năm mới mình chúc tất cả các bạn đã theo dõi và ủng hộ team UNB trong thời gian qua có thật nhiều sức khỏe và may mắn trong công việc. Nhân dịp năm mới thì mình chúc tất cả mọi người sẽ có một năm dồi dào sức khỏe và thành công trong công việc. Và những người nào mà chưa có người yêu thì nên sớm có người yêu. Và cảm ơn mọi người đã ủng hộ team mình và trong năm qua, và bọn mình vẫn mong muốn mọi người vẫn ủng hộ team mình và ủng hộ team mình trong năm tới. Mình cảm ơn rất nhiều và chúc mọi người một năm mới thật là vui vẻ và giàu sức khỏe. Năm mới sắp đến rồi, là này xin chúc cho mọi người năm mới thật là vui vẻ và an khang thịnh vượng, kiếm nhiều tiền. Chúc mọi người năm mới thật là vui vẻ. Hi mọi người, mình đây là Trần Thị Phúc Hồng, là tuyển thủ của game PUBG, đến từ team nữ GNE. Nhân dịp đầu năm 2022, mình thay nhập team của mình. Chúc các bạn một năm mới thật an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Happy New Year! Hi mọi người, mình tên là Lu Hoàng Như Băng, là tuyển thủ PUBG. Hôm nay mình xin đại diện cho New Generation Esports gửi lời chúc mọi người một năm mới thật là an khang thịnh vượng, luôn dồi dào sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Happy New Year mọi người. Hey, xin chào các bạn, mình là Văn Nghị, từ team LGE. Nhân dịp năm mới 2022, mình xin chúc các tuyển thủ, các nhà đầu tư và các bạn khán giả của Tokyo PUBG có một năm mới thành công, luôn tới sức khỏe tuyệt vời, may mắn khắp nơi, làm nhiều điều mới. Chúc mừng năm mới. Năm 2021 đã là một năm rất là thành công với nền PUBG Việt Nam, và cũng chúng ta chuẩn bị đến cả năm 2022 khi mà PUBG đã được mở free dành cho tất cả các bạn và số lượng người chơi của PUBG hiện tại quan tâm. Và mong rằng trong năm 2022 của chúng ta, PUBG sẽ ngày càng phát triển, không chỉ ở PUBG Việt Nam nói chung mà cả PUBG trên cả thế giới nữa. Chúc mừng năm mới PUBG! Chúc mừng năm mới tất cả mọi người. Mình là Liên Hích và ngày hôm nay thì Liên Hích cũng muốn gửi một lời chúc sức khỏe và một lời chúc mọi người có một năm mới thật an khang, thịnh vượng, vui vẻ và luôn luôn tràn đầy niềm vui cũng như hạnh phúc. 2021 là một năm cực kỳ thành công với cả PUBG, cũng như thì năm 2022 chúng ta đã có những sự đổi mới khi mà tựa game đã được miễn phí trên toàn cầu, thu hút thêm rất là nhiều lượng người chơi, và hy vọng từ đây chúng ta sẽ có thể khai quật thêm được nhiều tài năng trẻ cho năm 2022 để chuẩn bị cho một hành trình mới cùng với các đội tuyển của PUBG Việt Nam. Chúc cho cộng đồng của chúng ta luôn luôn phát triển bền vững. Cảm ơn tất cả mọi người. Hello, xin chào tất cả anh em, mình là Nam Bát đây. Nhân dịp đầu xuân năm mới, mình xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả những anh em nào đang theo dõi trên channel của PUBG Battleground Việt Nam. Một cái Tết thật là ấm cúng, sung túc, hạnh phúc và thật nhiều niềm vui nhá. Mình cũng xin được gửi lời cảm ơn đến những anh em trong ekip của PUBG Việt Nam vì đã hỗ trợ mình rất nhiều trong năm vừa qua. Chúc anh em có một năm mới thật nhiều những thành công mới, và hy vọng là trong năm 2022 chúng ta sẽ còn có nhiều những cái sự kiện hợp tác nó hấp dẫn hơn nữa nhá. Năm cũ đã khép lại và năm mới cũng đã đến rồi. Mình Cutter Fuji đến từ 500 Bros Studio xin chúc cho PUBG càng ngày càng phát triển hơn ở trong cộng đồng FPS Việt Nam cũng như là cộng đồng FPS thế giới, và xin chúc các bạn game thủ luôn luôn gắn bó với tựa game này một năm mới an khang thịnh vượng. Chào những kẻ sinh tồn, lại là Garila đây. Chúc các bạn một năm mới vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, triệu sự bất ngờ, ngàn lần hạnh phúc và PUBG New Year! Woo!